Vâng, bây giờ chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ 6 của buổi sáng ngày hôm nay. Đáng tiếc rằng anh đã phạt bóng đi ra ngoài. Điểm số đầu tiên đã thuộc về các trận chơi Kim Diamond. Trận đấu thứ 6 này giữa hai đội bóng phòng thủ Kim Diamond và bây giờ là Quý FC đội chủ nhà bóng vẫn còn đền Trung Tín, nhưng bây giờ sẽ là cơ hội để dành cho các chàng trai Kim Diamond họ tổ chức phản công. Trường Ai Ca 2-0 rồi. Vậy là Kim Diamond là có điểm số 2-0 rồi. Món này và đặc biệt là món ăn sở trường ngay lập tức Kim Diamond chứng tỏ sự sở trường của mình với điểm số 2-0. Tiếp tục sẽ là những tình huống phạt bóng khó chịu của Dũng này. Đội một tốt. Đấy rồi, khai hai mới đây. Đây là Bảo Cam đánh bóng không qua hàng chắn. Xong chưa? Số 3-0. Tốt nhiệm vụ ở trong tình huống cho Kim Diamond. Đó là người khổng lồ Bảo Cam. 3-0 dành cho các chàng trai bên phía Kim Diamond. Vâng, theo như tôi cập nhật được thì trong tình huống vừa rồi Mỏ đã sử dụng chân trước này. Và Mỏ Hồng cũng là một vận động viên bóng đá có. Vậy là 4-0 rồi. 4-0 cho Kim Diamond. 4-0. Đang bị cha lắm. Kim Diamond họ đang có được điểm số thứ tư rất nhanh ở trong trận đấu này thì đã biết bóng ra ngoài rồi. Tình huống phát bóng đi sang ngoài của Dũng Mai. 1-4. Luôn. Điểm số 1-4 cho đội chủ nhà. Và trả lời của Quý MC. Đổ điểm về cho Kim Diamond 5-1. Quý vẫn luôn có những tình huống xử lý tuyệt vời. Bỏ bóng đầy tinh tế của Bảo Khang. Và tỷ số bây giờ đang điểm đổi là 2-5. Bây giờ sẽ là tình huống phát bóng của Đức Hạnh. Bởi một tốt của trường Trường Hồng. Quay đi. Đánh ơi. Có được rồi. Đó là tình huống sang chân của trường Trường Hồng. 3-5 dành cho các chàng trai của đội chủ nhà. Vậy là điểm số 3-5 rồi. Bây giờ thì có lẽ tôi rất cần những tràng vỗ tay cổ vũ của các khán giả đội chủ nhà để dành cho các chàng trai của chúng ta. Họ đang là những người phải bám đuổi tỷ số ở trong hiệp thi đấu đầu tiên này. Phạt bóng rất khó chịu của Đức Hạnh. Trường Trường Hồng. Và dứt điểm tốt của Trường Trường Hồng. Một pha bóng đánh bật tay trái của Trường Trường Hồng. Điểm số 6-3 cho Kim Diamond. Hồng xử lý không thành công rồi. Hồng đánh bóng không qua lưới. Điểm số 7-3 cho Kim Diamond. Bước một tốt của Mò Hồng. Bảo Khang quá tuyệt vời. Đấy là câu trả lời của Bảo Khang. Và điểm đổi mà mang lại 4-7 cho đội chủ nhà. Nếu bên phía Kim Diamond có Quý MC với tình huống sức điểm tốt thì không thể nói với Khang 22. Chàng trai đến từ Long An cũng có những pha xử lý tuyệt vời. Bước một tốt rồi. Đó là tình huống trắng tuyệt vời. Và điểm số dành cho các chàng trai bên phía của đội chủ nhà 5-7. Điểm đổi là 5-7 cho đội chủ nhà. Đức Hạnh phát bóng không qua lưới. Đức Hạnh đã phát bóng không qua lưới. Điểm đổi 8-5 cho Kim Diamond. Đội điểm dành cho bên phía của Kim Diamond 8-5. Thank you.
Bây giờ là màu hồng. Vâng, tình huống bắt bóng đi sang bên này của màu hồng rồi. 9-5 dành cho các chàng trai bên phía Kim Diamond. Xuất phát điểm là một vận động viên muốn chơi phổi thì Khang 2-2 không còn quá xa lạ với những vận động viên của Kim Diamond. Những người đã từng cùng anh thi đấu trong khu vực phía Nam như là quý MC Trường Trảng Bom, Trương 2K hay là kể cả Diễm Mai. Thì cuộc đối đầu này là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Khang 2-2 và những người anh em ở trong khu vực phía Nam. 6-9. Tình huống phát bóng không qua lưới của Dũng Hải. Bố một tốt. Đây rồi, Trường Trảng Bom. Phòng thủ hay. Cơ hội. Đó là pha xử lý nhanh của Trường Hải, của Khang 2-2. Nhưng may mắn, bởi vì trong tình huống vừa rồi thì Trường Trảng Bom cũng đã có sự tập trung. Chỉ đáng tiếc rằng là bóng đã chạm vào tay và nó đã làm đường bóng đi ra ngoài. 7-9 dành cho bên phía của đội bóng chủ nhà. Và 8-9 rồi. Với tình huống phát bóng là điểm trực tiếp của Huy Anh và gây khó khăn đối với lại Dũng Hải. Một vận động viên cũng rất kỳ cựu ở trong bộ môn thể thức 4-4 này. Thế mới thấy được rằng là những vận động viên chuyên nghiệp của thấy như là Đức Hạnh hay là Bảo Hồng, anh cũng rất là đa năng. Thi đấu tuyệt vời không chỉ ở trong màu áo của câu lạc bộ Hà Tĩnh, thi đấu trong nhà mà kể cả là ngoài trời nữa. Đấy rồi, Trường Trảng Bom. Điểm đổi là 9 đều. Các khán giả nơi đây, nó là minh chứng cho rằng đội bóng chủ nhà đang được một sự cổ vũ, một sự cổ vũ quá tuyệt vời. Một vận động viên thứ 7 đang làm cho đội bóng của Đền Trung Tín đang thi đấu bùng nổ. Trường bỏ nhỏ nhưng không được rồi. Đó là một tình huống nỗ lực của kể cả Đức Hạnh hay là Bảo Khang. Mình đáng tiếc rằng có điểm dành cho bên phía của Kim Diamond. 19 cho Kim Diamond. Một hay rồi. Tốt. Đây rồi, Đức Hạnh. Với cái cổ tay biết nghe lời thì thực sự là bóng rất hay của Đức Hạnh. Thực sự đa năng. Điểm đổi 10 đều cho đội chủ nhà. Và rõ ràng anh luôn là một người được đặt niềm tin trọn vẹn của bất kỳ một đội huấn luyện viên nào. Và đó là lý do mà Đức Hạnh có một pha xử lý tuyệt vời đến như vậy và tỷ số ra là 10 đều. Rất mạnh và rất tuyệt vời. Đây rồi, Quý MC. Và kết thúc của Quý MC. Đổi điểm về cho Kim Diamond 11-10. Mới 1-10 dành cho các chàng trai bên phía của Kim Diamond. Khang đánh bóng trước Hoàng Chắn. Đổi điểm 12-10 cho Kim Diamond. Một tốt của Khang. Đây rồi, bỏ hông. Đáng tiếc rằng bóng đi ra ngoài rồi. Đánh bóng ra ngoài. 13-10 dành cho các chàng trai về cho Kim Diamond 13-10. Chắc là màu hồng đã đói rồi. Bóng khó khăn rồi. Tiếp tục là pha xử lý của màu hồng. Đó là một pha xử lý lỏng tay tốt của vận động viên màu áo số 15 bên phía đội bóng chủ nhà, đội bóng Đền Trung Tín. 11-13. Một, Quý MC, phòng thủ tuyệt vời của Bảo Khang. Bỏ hông, chưa được. Mười bốn.
rồi là một tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp của chúng này. Điểm đổi 15-11 cho Kim Diamond. Cầu thủ Thành Quyết có lẽ rằng đang đứng sát ra với vạch để có thể ngắm với các học trò của mình. Bóng và lần này thì anh đã có điểm để giúp cho đội bóng của mình lên điểm số thứ 12. Là pha bóng cao tầm của màu hồng. Đội điểm 12-15 cho đội chủ nhà. Đức Hạnh phát bóng ra ngoài sân. Điểm đổi 16-12 cho Kim Diamond. Một tình huống phát bóng đi ra ngoài của Đức Hạnh. 16-12. Nguyên một dàn chắn ba luôn. Đây rồi, Mỏ Hồng. Đó tiếp tục là tình huống dứt điểm tốt của Mỏ Hồng. 13-16 dành cho các chàng trai bên phía của đài truyền hình. Bỏ những cái tháng nhỏ muối. Một căng thẳng kịch tính. Và chúng ta đang được chứng kiến ở trong trận đấu có thể nói được tranh ngôi nhất bảng. Bóng đã chạm vào tay của hàng trắng bên phía đội chủ nhà đi ra ngoài. Điểm số dành cho bên phía của Kim Diamond 17-13. Đội điểm 17-13 cho Kim Diamond. Tiếp của Kim Diamond. Bây giờ thì Dũng Lai tôi thấy được rằng là 18-13 cho Kim Diamond. Khả năng anh đi giày thì tốt hơn là đi trên đất đấy. Thực sự rằng Dũng Lai đang có những tình huống phát bóng nó gây ra sự khó chịu và rất vất vả đối với lại hàng phòng thủ của các đội một bên phía các chàng trai của lần này thì đội bóng chủ nhà. Kim Diamond phát bóng không qua lưới. Ngay sau khi mà tôi nói thì Dũng Lai lại phát bóng chưa qua lưới. 14-18 dành cho bên phía các chàng trai. 14-18 cho đội chủ nhà. Rất mạnh mọi người ơi. Xem này đã còn dự bạn mình dự điểm của Cung Lê. Được một tốt rồi. Được trả bóng. Phòng thủ tuyệt vời của Nam Phương. Một pha bắn quá tuyệt vời của Đức Anh. Nhưng rất đáng tiếc bóng đã chạm vào cột giới hạn rồi. 19-11. Điểm đổi 19-14 cho Kim Diamond. Bóng đã chạm vào cọc giới hạn và điểm số dành cho các chàng trai bên phía của Kim Diamond. Ngay sau đó là Kim Diamond phát bóng ra ngoài mất rồi. Điểm đổi 15-19 cho đội chủ nhà. 15-19. Còn 15-19 rồi. Phòng thủ tốt, quý MC. Pha phòng thủ quá hay của Nam Con. Bóng con, bóng vẫn còn. Vâng, tuyệt vời. Cơ hội để tổ chức phản công dành cho đội chủ nhà. Chưa thể kết thúc được. Và đây là trường trận bóng. Bóng đi ra ngoài rồi. 16-19 lên cho đội chủ nhà. Vâng, các khán giả đang cổ vũ rất nhiệt tình dành cho những chàng trai đang mang trên mình màu áo của đền trung tín. Đức Hạnh phát bóng ra ngoài. Đội điểm 20-16 cho Kim Diamond. 20-16. Và Dũng Lai cũng đang thể hiện là mình là một người chơi fair play. Và kết thúc set đấu thứ nhất của trận đấu thứ 6. Và 21-16. Chúng ta sẽ bước vào set đấu thứ 2 của trận đấu thứ 6 này. Trận đấu thứ 2, trận đấu thứ 7. Đội chủ nhà cũng tìm từ đầu với Kim Diamond. Kết thúc set 1 thì Kim Diamond đang cảm nhận. Chúng ta sẽ bước vào set đấu thứ 2. Và hiện trận đấu thứ 2 xin phép được bắt đầu. Những chàng trai của Kim Diamond gần với màn hình. Giữa hai đội bóng trước ở trong hiệp cuối thứ hai này, đội chủ nhà Đền Trung Tín và Kim Diamond. Bây giờ sẽ là cơ hội dành cho các chàng trai bên phía của Kim Diamond. Nhưng vừa rồi thì là một tình huống bóng chắn tuyệt vời của Hồ Hồng và Bảo Khang. Đền Trung Tín
La hai đứa nó làm ở vừa không còn đánh đâu. Một không, một không dành cho chàng trai của đội chủ nhà. Một tốt. Đây rồi, Quý MC có điểm dành cho các chàng trai của đội chủ nhà. Tỷ số là một nào ở trong hiệp thi đấu thứ hai. Điểm đổi là một đều rồi. Tiếp tục sẽ là tình huống phạt bóng của Dũng Lai. Bóng đi thẳng vào vị trí của Khang. Người em Khang 2m2. Bảo Hồng đánh bóng. Đánh ngay sau đó thì rất tốt. Bảo Hồng cũng có một tình huống rất và tốt. Và đội điểm 2-1 cho đội chủ nhà. Đội bóng chủ nhà. Một Thành Lam cũng đã vào sân để có thể bám chắn đối với này. Các chàng trai bên phía game này vẫn. Đi đây. Đáng tiếc lần này thì Đức Hoàng bỏ em ơi. Hai đều. Chạy bên phía của Kim Diamond. Và cũng như Đức Hạnh thì Dũng Lai có tình huống phát bóng không qua lưới và đã có điểm số thứ 3 dành cho các chàng trai bên phía đội chủ nhà. Không phải đâu. Bóng vẫn còn. Trường Trà Bom. Và đó là pha xử lý tinh quái của Trường Trà Bom. Một pha xử lý tốt của Trường Trà Bom vào tay của Khang 22 và đi ra ngoài. Hai pha phạt bóng lỗi liên tiếp của Dũng Lai. Một tình huống phạt bóng chưa qua lưới và vừa rồi là một tình huống phạt bóng đi ra ngoài. Đúng mà, dành cho các chàng trai bên phía của đội chủ nhà để chú tín. Đội một tốt. Đây rồi, Quý MC. Bóng chưa qua lưới đối với lại các chàng trai của Kim Diamond. 5-3. Vâng, 5-3 rồi. Có được thế là tốt. Tiếp tục là Trường Trà Bom. Đó là một tình huống xử lý tốt của Trường Trà Bom ở vị trí 14. 4-5 dành cho các chàng trai bên phía của Kim Diamond. Tiếp tục sẽ là tình huống phát bóng của Dũng Lai. Bóng đi thẳng vào vị trí của Khang 22. Tình huống phát bóng tốt của Bảo Hồng. Sau 4 đánh giờ thôi, một trắng. Có vẻ như ở trong hiệp đấu thứ hai này Mỏ đang thể hiện được nhiều hơn ở trong hiệp đấu đầu tiên. Đây là nhận được sự ưu ái của cơ chuyển hai Đình Luân. Tỷ số đang là 1-0 cho Mộc Cảm. Tỷ số điểm đang là 6-4 cho đội chủ nhà. Một tình huống phạt bóng lưỡi tay của đội trưởng Trần Đức Hạnh và đáng tiếc rằng bóng chưa qua lưới. Đội điểm dành cho bên phía của Kim Diamond 5-6. Thật sự rằng là chúng ta cũng nên dễ hiểu đối với những chàng trai của chúng ta khi tài thể thức thi đấu 4-4 như này. Bước 1 và những tình huống phạt bóng nó cực kỳ quan trọng. Pha xử lý không qua lưới của Bảo Khang rồi. Đã tỷ số ra là 6-0. Hôm nay bây giờ khán giả hãy cho một tràng pháo tay thật to để cổ vũ cho cả hai đội được không ạ? Vâng, có lẽ rằng bầu trưa nên là cũng hơi yếu ạ. Chưa được, và bây giờ là cơ hội này dành cho bên phía đội chủ nhà. Bóng vẫn còn. Trường không thể nào qua được cơ hội bên này. Quá khó dành cho Trường Trà Bom. Đóng sâu kéo thẳng lên số 1 á. Bóng vào đâu thì đẳng cấp.
cuối cùng có điểm số dành cho các chàng trai của đội chủ nhà. 8-6 rồi. 8-6 rồi. Và trận đấu thứ hai này thì bên phía đội chủ nhà đang có được những lợi thế về điểm số. Cú bóng tốt của Dũng Lai. Đấy rồi, Trường Trà Bom. Và một pha nhét bóng tốt của Trường Trà Bom. Và tỷ số giờ đang là 7-8. Ở đó đến giờ này, nếu thể thức thi đấu 4-4 như này thì những pha xử lý nhét bóng hay là nhét bóng của các vận động viên chúng ta nó sẽ mang tính chất đột biến và gây bất ngờ, và nó sẽ làm cho hàng phòng ngự của đối phương gặp nhiều khó khăn hơn so với đặt bóng, đúng không ạ? Và nói tiếp vừa rồi thì Dũng Hai lại có tình huống phát bóng đi ra ngoài. Đội điểm dành cho bên phía các chàng trai của đội chủ nhà 9-7. Nếu đội chủ nhà nặng ở trận đấu này thì sẽ thi đấu xét 5, thi đấu xét 3. Cũng một tốt. Bây giờ biên hại của MC và không được rồi. Vừa rồi một pha bám chắn tốt của Bảo Hồng và Thanh Lãm, nhưng đáng tiếc rằng đó là một tình huống lọt bóng rồi. Vì là Kim Thanh Vân đã được đi ăn rồi. Vâng, đó là tình huống lọt bóng của Bảo Hồng. Quá tuyệt vời. Vâng, đó là một tình huống vết bóng quá xuất sắc của vận động viên mang số 15 bên phía đội bóng chủ nhà Đền Trung Tín. Bỏ nhẹ xuống đến dưới kìa. Một tình huống mưa bóng trắng thành công của cặp đôi Bảo Khang và Thanh Lãm. 11-8 rồi. Đúng là cả tám là người nửa cân. Khi mà thực sự rằng Kim Diamond nó đang gặp rất nhiều vấn đề với là đội bóng đội chủ nhà. Mỗi Bảo Khang chặn 1 và Bảo Hồng chặn 2 thôi. Khoảng cách lên đến 3 điểm. Đây rồi, Trường Trà Bom. Bóng vẫn còn. Tiếp tục là Trường Trà Bom. Và đó là một tình huống nghe bóng tốt của Trường Trà Bom. 9-11. Bóng cầu thủ tốt, Trường Trà Bom vẫn là những tình huống xử lý tốt trên lưới của chàng trai đến từ mảnh đất Bình Phước này. 10-12. Bỏ hông. Một tình huống quan trọng tuyệt vời của Trường Trà Bom và Quý MC. 11-12 rồi. Cầu thủ tốt. Bóng vẫn còn. Đi sang ngoài rồi. Ở trong một tình huống mà Dũng Lai đã lên tham gia tấn công, nhưng đáng tiếc rằng là pha đột bóng của Dũng Lai đi ra ngoài. 13-11. Một tình huống mà nhảy chân cò này có thể là phòng thủ của Bảo Hồng. Nếu như đó là một càng phòng thủ tốt thì Bảo Hồng đã có một pha. Nhưng đáng tiếc rằng là điểm số vẫn thuộc về các chàng trai của Kim Diamond. Và tỷ số giờ đang là 13-12. Điểm số vẫn đang nghiêng về các chàng trai của đội chủ nhà. Và bây giờ là 13 dành cho các chàng trai của Kim Diamond. Một tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp
mà kể cả vận động viên libero của tuyển Hà Tĩnh như là Nam Quan cũng không thể nào bắt một thành công. 13 đều rồi. Rất khó chịu, bóng thẳng vào vị trí của Bảo Hồng và Nam Ly. Quả bóng cực kỳ khó chịu. Đây rồi, quý MC có điểm dành cho bên phía của Kim Lion. 14-13. Một điều bất ngờ đã xảy ra khi mà các chàng trai Wimbledon họ lên liền 3 điểm. Họ lên liền 3 điểm khi mà khoảng cách 13-11 đối với lại bên phía đội chủ nhà đã không còn. Và bây giờ đang là 14-13. Trực tiếp nữa của Dũng này. Vâng, bây giờ thì đúng là ta thường như Quang Tùng vẫn hay nói, đúng là thành bại thì tại Dũng này. Vẫn là tình huống phát bóng khó chịu của vận động viên mà số 9 bên phía Kim Diamond. Thực sự rằng kinh nghiệm thi đấu bóng chuyền phổi của Dũng này đã phát bóng tốt, nhưng đáng tiếc trong pha bóng này thì anh lại phát bóng đi ra ngoài. 14-15 dành cho bên phía của đội chủ nhà. Thoải mái lên, chắc phải đi đâu. Tập trung lên. Đến đây cha. Chắn qua bóng đây. Để coi ông đang nghĩ ra đây. Chắn không ra, sẽ rất đầu. Ngay hơn. Thì em tình huống phát bóng của đội trưởng. Mạch lên đây. Đội trưởng 1 rồi. Trọng tài bắt môi xin bóng đối với lại các chàng trai bên phía của Kim Lai Mừng. Và tỷ số bây giờ là 15 đây. Vâng, rất cần những sự cổ vũ nhiệt tình này đến từ các khán giả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Nhắc được đấy mọi người. Cùng một tốt rồi. Về làm ơi. Chơi chẳng hơn. Vâng, bóng đi ra ngoài và 16-15 dành cho bên phía của các chàng trai đội chủ nhà là Trung Tín. Tiếp tục sẽ là tình huống phát bóng của Đức Hạnh. Những tình huống mà rõ ràng các chàng trai bên phía của đội chủ nhà họ đang có lợi thế. Bây giờ lại khoảng cách đang là 2 điểm nghiêng về đội bóng đấy. Đội chủ nhà đã chứng kiến. Lần này thì Đức Hạnh phát bóng không qua lưới, 16-17. Thì hành án cái đó cùng với Ben mọi người. Ben luôn một đội hết lâu rồi. Mùa tốt. Đây rồi mà không. Không có bất cứ một sai lầm nào. Người khóc vậy ta. Đến từ vị trí của vận động viên mang số 15. 18-16 và chúng ta đang trôi về những điểm số cuối của hiệp thi đấu thứ hai. Và các chàng trai bên phía đội chủ nhà họ đang có lợi thế về điểm số. Sẽ 2-1 mọi người. Với một tốt. Bóng thủng tuyệt vời của Bảo Hồng. Và bây giờ là Bảo Hồng. 19-16 dành cho bên phía của đội chủ nhà là Trung Tín. Và ngay sau khi để cho đội bóng của đội chủ nhà lên điểm số thứ 19, Liêu Lưu Văn Trọng bên phía các chàng trai của Kim Lai Mừng đã ra tín hiệu xin tạm dừng hội ý. Khoảng cách lên tới 3 điểm đối với lại các chàng trai bên phía của đội chủ nhà. Và họ chỉ còn cách chiến thắng ở trong hiệp thi đấu thứ hai này 2 điểm thôi. Muốn hết. Và sau trận đấu này thì chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo diễn ra giữa các chàng trai của team Kim đối đầu với lại các chàng trai của team Sông Phơi. Còn cả hai đội bóng họ sẽ chuẩn bị để cho trận đấu tiếp theo ở phía bên ngoài. Sau đó chúng ta sẽ vào thi đấu này. Và bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai. Cầu thủ tốt, Nguyễn Sĩ.
17-19. Ngay sau khi hội ý thì các chàng trai của Kim Diamond họ đã lên được điểm số 17. 17-19 rồi. Quản lý này 17-19. Cơm thì cơm. Hết bị cơm rồi mọi người. Điểm set đôi dành cho các chàng trai bên phía của đội chủ nhà. 20-17 dành cho các chàng trai bên phía của cổ vũ ở bên cạnh này. Đáng tiếc là Đức Hạnh đã phát bóng chạm vào cổng giới hạn và đi ra ngoài. 18-20. Bây giờ là vòng 21-18 rồi. Và chúng ta sẽ đến với lại hiệp thi đấu thứ 3. Hiệp thi đấu thứ 3 của trận đấu diễn ra. Vâng, chúng ta sẽ bước vào set đấu thứ 3 của trận đấu thứ 6 của hai đội bóng Kim Diamond và đội chủ nhà. Đáng tiếc ngay sau đó thì Đức Hạnh có Đức Hạnh đã bị bóng không qua lưới và điểm đổi 2-1 cho Kim Diamond. Một trận đấu mà trận rất quan trọng và có thể thấy được rằng là cả hai đội bây giờ ít nhất là họ cũng đã có được một điểm số. Và vấn đề là rằng là chúng ta cũng trông chờ rằng là sẽ thi đấu công hiến và không ai muốn phải thua cho trận đấu này. Vừa rồi thì chúng ta đã thấy một pha xử lý tốt của màu hồng và tỷ số giờ là 2-2. Do giải đấu này chỉ đánh một ngày là để kịp thì phải đánh như thế thôi. Bắt đầu làm giải đấu 4-4 ở hai đều đánh. Bóng vẫn còn, bóng vẫn còn. Một nỗ lực tuyệt vời của các chàng trai bên phía Kim Diamond. Và quyết định trọng tài bóng trong sân là trong tình huống vừa rồi. 3-2 dành cho bên phía của đội bóng chủ nhà là Trung Tín. Mày một rất tốt của MC. Bây giờ sẽ là cơ hội phản công dành cho bên phía của đội Trung Tín. Tuyệt vời. Đến đây rồi. Bằng những cảm xúc mà có lẽ rằng chỉ có thân yêu đại bịt mới mang lại mà thôi. 4-2. Ngay sau đó đáng tiếc thì đội trưởng Đức Hạnh có tình huống phát bóng chưa qua lưới. 3-4 dành cho bên phía của Kim Diamond. Đội một tốt của Nam Con. Thắng ngay bên đây, bóng trong sân. 5-3. 5-3 dành cho các trai đội chủ nhà đều chú tím. Trong tình huống vừa rồi thì không hiểu rằng mỏ đang cứu bằng chân hay bằng tay này. Nhưng có lẽ rằng trong tình huống vừa rồi thì tinh thần của một vận động viên bóng đá nó nhập vào vận động viên bóng chuyền nên là mỏ đã dùng cả tay cả chân nhưng không thành công. 4-5 dành cho bên phía của các chàng trai Kim Diamond. Bóng bóng chân tấn công lên vùng từ vị trí của trường AK và tỷ số bây giờ là 5-5. Vâng, cảm ơn tất cả các khán giả đang có mặt ở trên sân để cổ vũ cho cả hai đội. 5-5 rồi. Và theo như quy chế của ban tổ chức thì chúng ta vừa mới cập nhật được do cường độ thi đấu, mật độ thi đấu dày đặc, cường độ thi đấu tăng cao như thế này thì sau trận đấu này thì tất cả các vận động viên khán giả sẽ được nghỉ ngơi trong vòng 30 phút
để có thể hồi lại sức và để chiều chỉ 30 phút các bạn nhé, chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 7. Và cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi đồng hành cùng với Đại Quang Tùng và ban tổ chức và tài giải đều chức tín ạ. Với tình huống đấu tốt của trận này này 7-6. Ừ, tốt rồi. Phòng thủ hay của Đức Anh. Mở hông. Đó là dạy cho bên phía của đội chủ nhà. Vòng điểm số thứ 8 và các chàng trai của đội chủ nhà đều trung tín, họ đã đưa ra quyền quyết định đổi sân. 8-6 dành cho các chàng trai bên phía của đội chủ nhà đều trung tín. Nếu mà trong trận đấu này các chàng trai bên phía đội bóng chủ nhà họ giành chiến thắng thì họ sẽ có được 7 điểm và họ vươn lên dẫn trước và xoán ngôi vị trí của chính đối thủ của mình ngay thi đấu, đó chính là Kim Diamond. Một, và đó là tình huống đấu tốt của Quý MC. Đó thì nhắc lại mà cũng có cùng 7 điểm, nhưng mà khi mà chúng ta tính đến tính điểm xong thì sẽ là tính những trận đấu thắng, và với việc có 3 trận thắng ở trong này, nếu mà như thế đó là tất cả đã đứng sau chiếc ghế khi mà các chàng trai bên phía đội chủ nhà họ giành chiến thắng. Đẹp quá, còn rõ ràng rồi. Khi mà họ giành chiến thắng sẽ có được 2 điểm. Điểm số là 97 dành cho các chàng trai bên phía của đội chủ nhà và chiếc ghế. Đó là một tình huống yếu tố khách quan làm cho đội không có tình huống. Nhưng ngay sau đó đáng tiếc rằng chàng trai bên phía người mình họ không tận dụng thành công một tình huống tổ chức phản công. Lâm hẳn đá cò luôn. 10-7 dành cho các chàng trai bên phía của đội chủ nhà. Không phải làm điều gì khác. 11-7. Mười một dành cho các chàng trai bên phía của Kim Diamond. Nếu pha bóng không qua lưới của đội hạng. Go! Một công tốt của Bảo Hoàng. Bóng thủ hai. Cầu thủ tuyệt vời của mình tiếp tục là Bảo Hoàng. Lần này là sự tỉnh táo của Nam Hồ. Bây giờ sẽ là cơ hội để tổ chức phản công khá đáng lắm. 18 điểm cho đội tuyển của đội chủ nhà. Ngay sau đó thì huấn luyện trưởng Hoàng Phú Văn Cao và ông bầu Đăng Xương đưa ra kiểu xin tạm sự lưu ý. 12-8 rồi. Ba điểm số nữa thì các chàng trai bên phía của đội chủ nhà họ sẽ có được chiến thắng ở trong hiệp thi đấu thứ ba này và có chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Của tuần này rồi em ơi. Của tuần này rồi. Nhưng họ đang quyết tâm sẽ có được trong ba điểm số nữa thì có những chàng trai bên phía của đội chủ nhà họ cũng không phải là đối thủ dễ chơi. Người ta cũng
công tốt của trường Anh Ca. Tiếp 13 tháng. Vâng, em cầu 13 tháng. Đúng. 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 Ở 11 tốt của Nam Phương. Vừa rồi thì chúng ta đã thấy được rằng là sự kết hợp của Đình Luân và Hồng trong một tình huống đánh bóng ăn đồng, một tình huống lo lắng chúng ta tiếc rằng là đã không có một quả dứt tốt. 10-13. Đây rồi, bỏ hông. Master dành cho các chàng trai bên phía đội chủ nhà. 14-10. Rất căng thẳng với kỳ tính. Một đêm xuống cuối rồi thì rất đông các khán giả. Hãy cho một tràng pháo tay cổ vũ cho các đội hình của chúng ta. 14-10. Lấy bóng một rồi. Thôi rồi, quý MC. Vâng, vẫn là một pha sử dụng tốt của các chàng trai bên phía Kim Diamond. 11-14. Bóng đá mày. Bây giờ các bên phía đội chủ nhà, họ sẽ là những người đỡ bước một và tổ chức phần công ở trong pha bóng này. Mọi người dắt điểm bước một tốt rồi. Khó chịu của đám bóng. Đội bóng không. Bóng trong sân. 14 dành cho các cầu thủ phía Kim Đại Bình. Bây giờ thì chúng ta hãy trông chờ đây nữa các bạn. Rất tuyệt vời. 12 giờ 1 giờ kém rồi, nhưng vẫn đang rất nhiệt tình và cầu hiến cho các khán giả nơi đây.